Đây là kem chống nắng dành cho da mặt. Khi mà mọi người bôi lên trên mặt, nó sẽ nâng lên khoảng 2 tông so với cái da mặt bình thường. Nâng khoảng 2 tông da nhá, chiết xuất từ rau má, chiết xuất từ dưa chuột và chiết xuất từ cây xương rồng. Ngoài ra nó có chứa thêm oxit kẽm nữa, có khả năng chống lại toàn bộ tất cả các tia UV, chống lại toàn bộ các ánh sáng xanh và tia cực tím, cho nên nó sẽ bảo vệ toàn bộ cái da của mọi người. Và đối với da mà đang treatment này, đang sử dụng retinol, tretinoin hay là đang phải peel da thì cũng phải sử dụng trên cái kem chống nắng này. Bởi vì sao ạ? Bởi vì đây là một kem chống nắng phổ rộng. Nó có tác dụng bảo vệ cái làn da của mọi người chống ánh nắng, ánh sáng một cách tuyệt đối luôn, làm cho mọi người không bị tình trạng đen sạm hay bị nổi những cái nốt nám nhé mọi người nhá. Nó có khả năng cung cấp dưỡng ẩm này, an toàn cái mức là trẻ em cũng có thể sử dụng được. Đây mọi người ơi, khi mà em thảo áp lên da một phát nhá, nó sẽ lên đấy. Mọi người thấy không? Em vừa có mấy lớp lần thôi, nó tan ngay ra rồi. Và nó sẽ lên tông 2 tông so với mặt da bình thường. Và cái chất kem nó thích dã man luôn, nó là một cái chất kem. Nhưng mà khi áp lên da nó không gây bí rít gì cả. Nó ngay lập tức trong vòng mất tầm 30 giây nó khô và nó tệt thẳng vào trong da luôn. Một tiết này của em là có 50ml chứ không phải là 30ml. Đây là 50ml, cực kỳ nhiều. Bôi mọi người cho bôi thoải mái tại ga cho em từ 3 đến 6 tháng thoải mái luôn. Da treatment thì một ngày bôi lại cho em 2 lần. Còn nếu da không treatment mọi người có thể bôi một lần trong ngày cũng được. Bởi vì sao ạ? Chỉ số SPF 50 cộng và PA 4 cộng. Thật ra kem chống nắng ấy thì nếu mọi người không phải đi biển, không phải là đi ra ngoài thì ngồi trong nhà mà làm văn phòng, mọi người chỉ cần bôi cho em đúng một lần vào buổi sáng thôi. Còn nếu như các bác mà làm việc ở bên ngoài, môi trường bên ngoài này mà hay có nắng nóng trực tiếp ấy thì mọi người một ngày bôi lại cho em khoảng 2 lần. Còn nếu như đi biển thì mới phải bôi lại cho em tầm 3 tiếng bôi lại một lần nhá, còn bình thường thì không cần thiết đến như thế.